Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục chiều hôm nay em lại về được vài sản phẩm, phục vụ anh em các bác chơi Tết nhé. Thì hôm nay em về hai đôi loa lời, một của Bose và một của JBL, và một đôi bút sale của Đền Ông. Thì bút sale của Đền Ông hôm nay em về là đôi bút sale, đôi loa là nó còn cả thùng xốp và nó cả còn kèm theo cái đôi chân rin, thì cái đôi chân nó không còn thùng anh em nhé. Đấy. Rồi em sẽ báo trước và em sẽ đi lại một lần nữa và giới thiệu giá. Và tiếp tục hôm nay cập nhật cho anh em đó là một đôi loa Bose 4.2 Series 2 tuyệt đẹp, trùng series ha, zin bản nguyên bản 100%. Đấy. Và sản phẩm cuối cùng đó là giải mã Đời Nông DMD 1550 có khiển zin theo máy. Rồi, hôm nay em về được bao nhiêu đây phục vụ các khách chơi Tết. Thì đối với các khách ở Hà Nội, Hải Phòng thì em còn gửi được một đợt cuối nữa nha. Hà Nội tới 26 Tết ha, là hết rồi. Xe đã dứt điểm, Hải Phòng cũng xe tốc hành dứt điểm và tàu lửa tốc hành thì cũng 26 Tết cũng đã hết luôn. Đấy, anh em các bác nào ở Hải Phòng hay nào là chốt hay Hà Nội hay chốt thì hãy alo gấp chốt ngay và tài khoản nổ ngay thì em sẽ cho lên được. Vì những cái này là bây giờ ông ngoài đã chốt là em chỉ có không có ship cọt được đâu nha anh em nha. Chỉ có chuyển đủ thì em mới cho đi được thôi. Thì hôm nay trước tiên đó là một đôi loa Bose 201 Series 3, đôi loa lời của Bose. Những cái đôi này thì nó y chang như đôi cái mẫu mã kiểu dáng này y như là đôi 301 Series 3 vậy anh em, mà nó nhỏ hơn, nó là loa lời. Nó sẽ sở hữu một cái bát. Tay em hơi cứng, có một tay hơi khó khăn. Cái này khe nó nhỏ hơn anh em. Để em lấy em lại ra nha. Đây anh em nha, này loa lời sở hữu bát 16 một trép ha. Loa thì zin nguyên bản 100% rồi, không có gì đâu bạn, lưới căng zin hết anh em. Đây lưới căng zin hết nha. Đôi loa này thì đang có cái mức giá tại shop là 4.200.000 đồng ha, 201 Series 3 ha, 4.200.000. Đây anh em nha, 201 Series 3 ha, có một cặp. Anh em nào đang chơi Tết mà hát karaoke mà muốn đệm thêm lời á, thì chúng ta chơi một loa này. Ví dụ như các bác ở nhà các bác đang có 4.2 là 301 Series 3 gì đấy, đệm thêm một loa lời này phía sau này kèm với một cái trầm là tuyệt vời. Tiếng rất là phê, rất là hay luôn nhá. Rồi 4.200.000, 4.200.000 cho anh em chơi một đôi. Và đôi thứ hai đây là loa lời JBL, đây là dòng control loa lời luôn, hậu sâu nguyên thùng CM62 nhá. Hàng này hàng Mỹ nồi. Con này công suất là khá anh em nhé. Đó, con này có bát luôn, tiếng ra tiếng bát luôn. Sử dụng một bát 16 và một trép nhé. Con này có giá là 5.500.000 anh em nhé, 5.500.000 ha. 5.500.000. Ở đây nó có cái bát treo này. Bát treo này, chúng ta chỉ bắt hai ngóc, bắt tắc kê hai ngóc và để gác lên là gị xuống là nó dính thôi nha. Rắc cắm là rắc bắp chuối luôn. Đó, dặn ra thì có cái lỗ sỏ vào. Đó, 5.500.000 nha. Rồi, và tiếp tục đây là nguyên cái combo gồm một đôi loa bút sale của Đời Nông. Đây là dòng bút sale SC400 anh em nha. Sở hữu hai đường loa, hai đường tiếng siêu đẹp. Đây anh em thấy không? Một trép đơm và một bát 16 nha. Một trép đơm và một bát 16. Thùng loa là gân zin hết nguyên bản, 100% gân zin luôn anh em nha. Đây, rất đẹp. Đó. Loa zin đẹp anh em nha. Đây. Lỗ hơi phía sau này anh em. Đây anh em thấy ha. Đó, SC400 trợ kháng 6 ôm nè, công suất maximum nó là 200W nè. Đó. Trạm loa đây nha, lỗ hơi rất đẹp. Loa có chiều ngang là 25cm và chiều cao là khoảng 40cm anh em nhé. Hậu sâu cũng khoảng 25cm luôn. Đấy. Một cặp rất đẹp, căng lưới zin hết, thùng xốp luôn. Và nguyên cả cái bộ này gồm có chân zin luôn là nó là 8.000.000 đồng. Cả loa và chân là 8.000.000 đồng anh em nhé. 8.000.000 đồng lo và chân luôn, rất đẹp anh em nhé. Anh em nào yêu thì nhanh tay. Đối với những đồng nhỏ nhỏ này anh em bỏ phòng là tuyệt vời. Đấy, rồi tiếp tục đây là một đôi loa Bose 4.2 Series 2, một dòng loa mà chúng ta anh em hay chơi 301 Series 3 thì 4.2 Series 2 là một cái dòng loa mà nâng cấp chút xíu so với 301 Series 3 cho cái chất trung âm rất là hay.
Và đôi này về là một cặp đúng cặp trùng seri gân lưới zin hết, và có mức giá là 17 triệu đồng anh em nhé. Con này những mày nó tăng ha, 17 triệu đồng là em bao ship hết cho anh em rồi. Đối với các bác Hà Nội ha, hay gì Hải Phòng là em ship quả tốc mà phí nó cao lắm anh em, anh em phải hiểu nha. Đó, 17 triệu đồng zin đẹp. Rồi, và đây là hai con giải mã MD của Đền Ông, đó là DMD 1050. Thì đối với con 1050 thì nó cùng form dáng với những con 2000 hay là mã 3 là mã 4 là mã anh em nhé, và 1500 R mặt nhôm phay. Con này hai con này về có khiển riêng này, có khiển riêng nha. Và mỗi một con như vậy là nó có mức giá là 7 triệu đồng. 7 triệu đồng nó mắc hơn cả 1600 nữa anh em nha, và tiếng nó hay như là những cái con Đền Ông S10 anh em. Vì nó sang sử dụng này là hai chip giải mã 1701 đấy anh em nhé, anh biết cái chất lượng của nó rồi. Giải mã 24 bit ha, giải mã 24 bit, và cái chất giải mã nó như Đền Ông S10 vậy đấy, nhưng mà giá này rất là tốt, có 7 triệu đồng một con thôi. Con ở dưới là đẹp can, con ở dưới là đẹp can, con ở trên thì có một cái tí xíu góc nhỏ này anh em nhé. Đó anh em thấy không, em làm nét này cho anh em thấy, đó anh em thấy ha, tí tèo tẹo nè bằng cái đầu móng tay em thấy không. Thì con này em sẽ giảm cho anh em là ngay là 200.000, là còn lại 6.8 triệu, không ảnh hưởng về hình thức gì hết nha, rất đẹp nha anh em nhé. Một con 7 triệu và con 6.8 triệu, anh em nào yêu thì phone ngay cho em nhé. Giải mã 24 bit, không cần mồi, tiếng rất hay. Trong dòng này, dòng này nó rất là ít có hàng, 1000 với 1600 thì rất là nhiều, nhưng mà dòng 1550 tiếng nó hay mà nó lại ít có hàng anh em nha. Rồi đấy, hôm nay toàn bộ sản phẩm hôm nay em về là bao nhiêu đây thôi ha, và cũng đã coi như là xong, không thấy hàng về nữa đâu. Hình như là ngày mai em còn một con Amly Luckman 507 UX full thùng shop, ngày mai còn về một con đó nữa nha. Rồi, anh em nào yêu sản phẩm nào hãy phone ngay cho em nha. Xin cảm ơn em.